Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn về chủ đề Vì sao nên ăn quả ốc chó mỗi ngày? Quả ốc chó giàu carbohydrate, protein, chất béo tốt, chất xơ, khoáng chất và vitamin, những chất hỗ trợ bộ máy cơ thể hoạt động thông suốt, ngăn ngừa bệnh tim. Quả ốc chó giúp giảm mức độ cholesterol xấu LDL và duy trì mức độ cholesterol tốt RDL trong cơ thể. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim, kiểm soát bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu cho thấy rằng ăn quả ốc chó hàng ngày giúp kiểm soát bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường loại 2, theo Bolska.com. Ngừa ung thư. Được biết đến với đặc tính chống oxy hóa, quả ốc chó chứa nhiều hợp chất kiểm soát sự tăng trưởng của tế bào ung thư trong cơ thể, đẩy lùi căng thẳng và trầm cảm. Giàu axit béo omega 3, quả ốc chó là một trong những nguồn tốt nhất giúp chống căng thẳng và trầm cảm. Những lúc buồn chán, bạn nên ăn quả ốc chó vì loại hạt này chứa nhiều chất giúp cải thiện tâm trạng. Kích thích tiêu hóa là một nguồn phong phú chất sắt, canxi, kali, đồng và kẽm. Quả ốc chó giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể. Giảm cân. Quả ốc chó chứa chất béo tốt mà cơ thể chúng ta cần. Ăn quả ốc chó giúp no lâu, giảm việc ăn vặt, giúp ngủ ngon. Các hợp chất melatonin chứa trong quả ốc chó giúp giấc ngủ được sâu. Chỉ cần ăn vài quả ốc chó vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Củng cố xương và răng. Các axit alpha linolenic trong quả ốc chó cải thiện mật độ chất xương và giữ răng chắc khỏe. Tốt cho não bộ. Quả ốc chó giúp duy trì sức khỏe não bộ. Hàm lượng cao các axit béo omega 3 trong quả ốc chó rất tốt cho sức khỏe não bộ và giúp tăng cường trí nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Hắc Sa Ha của chúng tôi. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp ích được cho các mẹ bầu. Nếu các bạn còn thắc mắc gì hay có chia sẻ về vấn đề này, thì hãy để lại cảm nhận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và đừng quên ấn vào nút Subscribe, đăng ký bên dưới để thường xuyên theo dõi những video hữu ích nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!